xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại Ba Mê Cô đang có mặt ở đây là số 1 với đường Tên Lửa rồi đó. Giờ mình quẹo đường số 1 ha. Sáng nay Ba Mê Cô mới đi ăn bánh tầm bì. Bên đây có bún riêu Đà Lạt nữa. Bún bì vàng. Thì con đường này là đường số 1. Thì Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng nha bà con. Hôm nay ăn sáng ngồi tàn tàn chứ trễ. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 2024. Đi 5 khách sẽ được tặng nửa ký tôm và một con gà tre hách dưới tóc. Trời lớn dữ rồi. Đây nhà hàng Thành Tiên nè. Hôm nay là đường Vành Đai Trong. Thì nhiệt độ 28 độ C, 28 độ C là khoảng 82, 83 độ F đó bà con, trong đoạn đó đó. Nó xì cái giờ nó ngạt mũi. Bánh nước Hậu Giang. Dẫn bà con và bác sáng nay thì coi cảnh buôn bán ha. Cơm tấm này xưa bán ở buổi chiều tối, giờ bán luôn ban ngày. Đây có bún riêu cua canh 25 ngàn, hủ tiếu Mỹ Tho bà Năm Sa Đéc. Bên đây có trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Ở đây là ngã ba với đường An Dương Vương nè bà con. Con đường An Dương Vương này thì hồi xưa nó tên là con đường rạch cát đi Bà Điểm. Trước mặt bà con bác đó là cái công viên Phú Lâm á. Công viên Phú Lâm này là nơi bây giờ không biết còn không, chứ hồi xưa là nơi hành nghề của mấy chị em đó bà con. Còn cái đầu ngõ bên kia là hành nghề của các anh. Cái khu này là cũng là cái khu cái khu mà không biết sao, không biết nói dùng từ gì, nhưng mà nói chung là đó, bà con có hai người ngồi trong đó đó,
đó đó đó, họ làm việc ngay từ ban buổi sáng luôn mà con. Đây nữa nè đó, nó khác với cái khu trên con đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh thì xin thưa với bà con bác, họ lấy xe họ SH họ chạy vòng vòng, họ lượn qua họ lượn lại. Nhưng mà ở đây nè bà con bác nhìn đó, họ có những người mặc quá trời rồi đó, họ ngồi xe đó, họ ngồi trên xe đó đó bà con. Mà ba mẹ con thấy cũng dạng như sụp sồn luôn mà. Đây nữa nè bà con, đó hai đi mấy chiếc SH này nè, đây để bà mẹ con bám theo cho. Những người mà ngồi ở phía bên trong đó bà con, đó là những người bà con bắt vô cái bắt cái là đi liền á. Họ bây giờ là họ làm việc 24 trên 24 luôn nha bà con. Đó, nó gạ gạ đó bà con. Đây. Đó bà con thấy không? Quay cảnh thực tế cho bà con bác xem luôn á. Ở ngoài đây nữa nè. Đó, đó bắt được một anh được rồi đó, đó đó đó, một đó một chị chạy đó, còn anh kia chạy theo sau đó bà con bác thấy không? À, giờ vậy là xong rồi đó, dính rồi đó. À, sau khi mà gạ xong rồi đó là cái chị gái nó chạy trước không, rồi cái anh kia chạy đi theo sau đó là đi tới khách sạn đó. À, bây giờ nhu cầu nó ghê lắm nha bà con. À, với nhiều người nói trời buổi sáng sớm mới ngủ dậy, không phải đâu bà con. À, bây giờ là có cầu là sẽ có cung mà. À, sáng tối ngày đêm luôn. Thấy ghê không? Rồi giờ ba mẹ gồm quẹo phải qua đây. Đây là mũi tàu Phú Lâm. À, đây là nguyên cái công viên Phú Lâm đó. Ở công viên Phú Lâm này thì mấy chị em gái thì tướng tá không có đẹp như vậy con, sồn sồn. Yếu điều mà ba mày còn nhìn, ba mày còn thấy nó giống như gọi là già luôn. Bánh mì Hà Nội rồi cuốn cá gì chả cá chiên. À đèn đỏ. Quán ốc bà Sáu. Sáng nay chở bà con có bác đi xem cảnh từ Sài Gòn ha. Kèm cua. Con ghẹ thường hay được bị chia ra nha bà con. Không biết cái thịt ghẹ ta làm gì không biết, nhưng mà càng ghẹ ta bẻ rụng hết trơn. Ta bán càng ghẹ riêng rồi, thịt cua, thịt ghẹ ta bán sao ta. Cái khu này hồi xưa là cái khu cư xá Đài Đa Đa đó bà con. À, cái khu đây là căn cứ Đa Đa, Đài Đa Đa. Hay mình còn gọi là đài phát tuyến Phú Lâm.
Không biết cái đu đủ đực này mua bông về làm gì trời. Hình như nó có mùa á bà con, mùa này mùa bông đu đủ đực hay sao á. Ba mình ngồi đi hai ngày nay ba mình ngồi thấy người ta bán bông đu đủ đực nhiều lắm. Ở đây có đình Nghi Hòa. Bên kia là chợ cây da xà. Đây là đường Bà Hôm nè. Khu này là có một cái lò bánh tiêu nè mọi. Bánh tiêu dầu chấu quẩy. Cái dầu chấu quẩy này là nó ở bên Trung Quốc nó có một cái sự tích gì đó mọi. Bây giờ ba mày còn không nhớ. Cái dầu chấu quẩy nè, nó có một cái sự tích, cái tên gọi dầu chấu quẩy. Đây, bên đây là một cái dãy hàng quán dành cho dân lao động đó bạn. Họ bán rất là rẻ nha bà con. Một tô phở có 30 ngàn thôi. Bún riêu gì hay chút. Ở đây là ngã tư đường Tân Hòa Đông. Tân Hòa Đông này mà quẹo tay trái là ra Hương Lộ 2 đó bà con. Còn quẹo tay phải mình ra chợ Phú Lâm. Con đường chúng ta đang đi là đường Phan Anh.
cá châu đốc. Đồng cá lóc. Dạ vâng, bác thấy mấy cảnh tượng ở đây nè, họ bán bình dân lắm rồi đó. Ở đây người ta gọi là chợ ngã tư bốn xã đó mọi người. Bên tay trái là đình Nghi Xuân. Đình Nghi Xuân này năm 1994. À, chúng ta vào cái chợ ngã tư bốn xã rồi đây. Hồi đó cái khúc này nó bán đông lắm nè, mà sao giờ nó vắng quá. Nó lại dồn xuống khúc dưới kia, rồi cái khúc trên này nó lại vắng lại. Ở đây người ta gọi là ngã tư bốn xã. Tư bốn xã nè. Ngã tư này vào những cái lúc mà tan ca đi làm đó bà con, hay kẹt xe lắm. Bên đây là chùa Như Thị Thất. À, chùa Như Thị. Hồi đó thì nó không gọi là chùa Như Thị mà gọi là Như Thị Thất. Đây là mấy cái cổng sắt bự quá ha. Con đường này là con đường Bình Long. Con đường Bình Long này thì hồi xưa nó tên là đường Hương Lộ 3 nha bà con.
chung cư này giờ xuống cấp thấy ghê không? Cái nắng ở Việt Nam mình nó làm cái màu sơn nó bay chóc cái ghê lắm rồi đó. Rồi con đường này đường Văn Cao nè. Đây là Đậu Bí. Đường này đường Hiền Vương nè. Khu này hồi xưa là ruộng cũng nhiều lắm nha mọi người. Nơi đây đất ruộng nhiều lắm. Ở đây thì đó người ta gọi là phường 18 quận Tân Bình là ở đây. Đây, đường này đường Nguyễn Sơn nè. Con đường này là cái con đường chính ở quận Tân Phú rồi mọi người. Quận Tân Phú thì có con đường chính nó nằm đây. 4 làn xe. Khu này cũng có thể gọi là khu trung tâm của quận Tân Phú luôn mà con. Đây là ngã tư đường Phạm Văn Xảo với đường Nguyễn Sơn. Khu ở Tân Phú này người dân xin thưa bà con bác người ta về ở vào khoảng đầu thập niên 60. Lúc đó khu vực này là cái nơi là dùng đệm để pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất các bà con. Cho nên là khoảng đầu thập niên 60 thì vào cái thời điểm mà ông Diệm luôn rồi đó thì bắt đầu mới đưa dân về đây ở. Chứ hồi đó xung quanh đây là bốn bề là ruộng chống lấp à. Ai? Ở đây là chợ này nè mọi người. Ở đây có cái chợ này. Chợ này có thể gọi là chợ Tân Phú cũng được. Chợ Tân Phú. Chợ này nè, hồi đó người ta gọi là chợ phường 18. Rồi đến khi mà đến thời mà thời Mỹ vào á bà con, thì nơi đây trên cái vùng Tân Phú này, hồi đó ta mới gọi Tân Phú đâu mà ta gọi là Phú Thọ Hòa. À, trên đây là Phú Thọ Hòa. Rồi, cái khu Phú Thọ Hòa này là doanh trại Mỹ đóng nhiều lắm. Mấy cái cơ sở của Mỹ đóng trên đây nhiều lắm, Phú Thọ Hòa nè. Và ở trong cái cơ bản á, ở Phú Thọ Hòa này có một cái khu địa đạo nữa nha bà con, ở dưới lòng đất á. Địa đạo Phú Thọ Hòa để kháng chiến. Đường Lê Khôi nó quẹo phải là mình ra đường Thạch Lam.
Này là có cái khu chung cư. Khu chung cư này không biết bây giờ đã giải quyết xong chưa nữa. Khu chung cư này tự nhiên ở mười mấy năm hay sao á, tự nhiên cuối cùng có thành con nợ rồi bị siết nhà. Không biết bây giờ đã giải quyết được xong chưa nữa. Đây có nhiều quán karaoke ghê hết. Hồi xưa bên tay phải ba mấy cò đây là những cái căn nhà mà có khoảng sân vườn đấy bà con. Bây giờ ở đây nhà biệt thự á. Thì đó khoảng năm 90 ba mấy cò lên đây, dân ở đây nhìn cũng còn quê lắm. Để qua kia mua ly cà phê uống. Cho anh đi pha sữa ơi. Cao sữa gấu. Sữa gấu là sữa gì ta? À, Nestle. À, sữa gấu. Là sữa ông thọ và Nestle. Ý đề sữa gấu tưởng gì là sữa Nestlé mà con hình con gấu á. Đây là lăng mộ của cái ông gì mà hãng nước mắm á bà con, không biết quên tên rồi. Nem nướng, bánh nướng, xôi. Ở đó đây có cái ông bán cà phê nè. Bà mày còn ấn tượng hoài, ông đứng ngay góc này. Ông bán cà phê mà ông livestream. Lại sao giờ dẹp luôn rồi. Ở đây là ngã tư Lũy Văn Bích với đường Thoại Ngọc Hầu. Hồi xưa là hương lộ chết cha rồi, cái Lũy Văn Bích này đó nó hương lộ mấy rồi con. Có các cô chú anh chị và các bạn nào nhớ được cái Lũy Văn Bích này rồi đó, nó là hương lộ mấy không rồi con. Còn bên tay trái này là vườn bông nè.
Hồi xưa ở đây là trồng bông nhiều lắm, cái khu trên đây là trồng bông nhiều lắm nha bà con. Đất đai đây là nó đất nó màu đỏ đó bà con, cho nên là không hiểu sao chứ người ta đi ta trồng bông nhiều lắm, kéo dài luôn tới Bình Hưng Hòa luôn á, trồng bông không. Ở đây nè, trung tâm của quận Tân Phú rồi bà con, ủy ban nhân quận Tân Phú là thành ủy, quận ủy. Giờ đây ba mẹ còn mới nói với bà con bác ở quận Tân Phú ở đây là trung tâm nè. Giờ chạy ở đâu cũng đông cả. Đâu có thấy đường phố chạy đâu cũng đông. Con đường này là đường kênh Tân Hóa nè. Con đường kênh Tân Hóa này là xin thưa với bà con cô bác, hồi đó nó là cái dòng sông đó bà con. Đây, để cho bà con cô bác đi luôn. Đây, chúng ta quẹo vô đây là dòng sông. Ở đây là thượng nguồn của con kênh Tân Hóa. Đó, dòng sông đây nè, thêm nhánh ở đây nữa nè. Đó, tất cả những cái con đường này đều là dòng sông hết nha bà con. Đó, đó chúng ta đang đi trên đây là chúng ta chỉ có đi ghe tàu thôi. Bên đây là bệnh viện Tân Phú nè, đó, trung tâm của quận Tân Phú là nằm đây. Bên kia là thuộc về Tân Bình rồi nha bà con. Đó, hồi xưa cái dòng sông này là băng qua đây nè, ở đây có cái cầu nè. Đó, rồi ở đây là nguyên một cái hồ luôn bà con. Xin thưa bà con bắt ở đây nè, nguyên toàn bộ nguyên cái vùng này là cái hồ. Đó, đây là cái thượng nguồn rồi bà con. Nước không. Bây giờ người ta lấp hết rồi, ta làm thảm cỏ, ta làm con đường đi nè bà con bác không? Đó, toàn bộ khu vực này rồi đó là cái hồ. Con đường này cũng mới mở đây à. Rồi bây giờ đặt tên là đường Rồng Đen luôn. Hồi xưa là ba mẹ còn nói là con đường này không có nha bà con. Khu này là khu mới mở, bà con bác nhìn đi, nó giống như một cái hồ vậy đó. Giờ làm đường, cái giờ ra nhà mặt tiền hết, đường Rồng Đen luôn.